để lời cầu xin của chúng ta được thiên chúa chấp nhận. Giờ đây thì ông chúng ta xin chúa thứ ta cộng đồng của chúa xót để chúng ta xứng đáng được làm lòng nhà sáng. Lạy chúa xin thương xót Thank you.
tiêu lần tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và ngày con em đang thô mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mộ Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây ca tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà má nghe nói những linh hồn tôi người khen ngợi Chúa, thậm chí tôi hận hờ tôi mừng vì tin Chúa đừng cứu độ tôi. Phần nhận thì hẹn mọi người gọi tôi nhìn đời, từ nay hết mọi đời sẽ đem tôi nhìn từng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thật chỉ thắng chỉ tôi. Đời nào đời đời kia Chúa hằng không sót những ai kính sợ Ngài. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan cường lòng trí yêu cao. Chúa hạ đầy những ai quyền thế nghề nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại được về tay trắng. Chúa đồ tí Israel nói tự của người như đã được cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dần trong tổ phụ Abraham và cho con cháu đến hôm nay. Đó trong đoạn tin mừng này chúng ta nghe thần sự Luca đọc là tông tình tạ ơn của mẹ Maria. Lời tạ ơn vừa mang tính cá nhân vừa mang tính tập thể, đó là lời tạ ơn riêng của mẹ vì hồng ân Chúa ưu ban cho mẹ, nhưng đồng thời vì ơn cứu độ Chúa ban tặng cho con người qua Đức Giêsu Kitô với lời nhận kể trong tung lòng của mẹ. Và tôi nghĩ nó cũng rất là phù hợp cho tuần lễ tạ ơn của sông Maranatha vì sao hôm nay. Trước tiên là tâm tình tạ ơn của mẹ Maria. Mẹ Maria đã mở đầu bài ca bằng tâm tình người linh hồn tôi người khen Đức Chúa, thần chỉ tôi hở lở vui mừng vì tin Chúa đừng cứu độ tôi. Mẹ không chỉ tụng lên bằng môi miệng mà còn cả tâm hồn của mẹ cũng biểu hiện về tâm tình người khen Đức Chúa và chúc tụng cả thân. Tâm tình người khen và vui mừng bởi vì người đã đoạt thương và làm cho mẹ những điều cao cả. Điều cao cả đó chính là cho mẹ được làm mẹ của đấng cứu thế, đó là lý do để mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Và chúng ta thấy những cái ngôn từ mẹ Maria dùng để nói lên tâm tình tạ ơn của mẹ là những cái từ mà người ta thường chỉ đến thân phận người nghèo của Thiên Chúa ở trong công ước như là khiêm nhu nhục nhã vân vân, và chính trong cái thân phận cùng vì đọa trại bị khổ nhục, dân của Chúa đã kêu lên Chúa những tâm tình lời cầu xin, và khi mà được Chúa giải thoát thì họ đã biểu lộ tâm tình tạ ơn. Và khi xưng mình là phần người thì hẹn mòn chắc chắn mẹ đã tự nhận mình trong số của những con người nghèo của gia vê kênh Chúa như vậy, những con người chẳng những là bị xã hội bỏ rơi nhưng mà là con người không chạy theo danh vọng tiền tài của cái không tôn thờ mẫu tượng, nhưng mà đã hết sức hết lòng tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa và quyết tâm phụng sự một mình Ngài mà thôi. Và chính trong cái tâm tình của
mặt chị em cái tên sơ bị ra này. Tôi thì nghĩ chẳng có tâm tình nào phù hợp hơn cho sơ gian trong phần lễ đã ơn nhân hồng ân vịnh thần hôm nay bằng chính tâm tình của mẹ Maria trong bài ca Magnificat mà chúng ta cùng nghe. Qua thực nếu như là không chính cái thân phận của một nữ tỳ hèn mọn, của một người nghèo được Thiên Chúa mà mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn từ giữa một người để đặt làm mẹ của Đấng Cứu Thế, đã khiến mẹ phải tất lời tạ ơn Thiên Chúa thì có thể nói việc sơ Maria Magdalena gửi dâng dâng lời tạ ơn trong thần thể này cũng mang tải một tâm tình như thế. Sinh ra trong một gia đình nghèo đã suy mộng và rể cùng tộc, năm lên 2 tuổi thì sơ thì ra đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thập tử nhất sinh và nhờ ơn Chúa tất là cùng và với sự chuyển cầu của mẹ, sơ đã thoát qua cái cơn nguy tử. Nhưng mà rồi không lâu sau đó thì mẹ của sơ lại bị một cái khối u phải nhập viện để chữa trị, và ba của sơ cũng còn được nào khác phải bà đi tất cả dừng gì bỏ ở trong nhà của mình để mà chữa chạy căn bệnh cho vợ cho mẹ của sơ nhé. Và rồi trong cái khủng cảnh không còn gì để nương tựa, gia đình của sơ đành phải khăn gọi lên đường về nơi xứ Việt Nam này nương nhờ nhà ông bà bên nội bên ngoài. Nhưng mà trong cái sự bỏ đó lại có một cái sự an bài chuẩn bị của Thiên Chúa trong sơ, đó là khi mà về trong cái giáo xứ Việt Nam này thì một cái giáo xứ có thể nói là gần như hoàn toàn và sơ đã được lớn lên được bao bọc bởi một cái khung cảnh của những con người hoàn toàn như vậy, cho nên đời sống của sơ cũng đã được học đủ một nền đạo đức, và chính vì vậy mà sơ cũng đã tham gia vào các cái hội đoàn dự án thế giới mô như là dự tu của giáo sư vân vân. Sơ cảm thấy có chuyện gì đó lo lắng khi mà thức khuya học bài và cảm thấy mệt mỏi, và sơ đã lấy tinh thần mở ra nhằm cùng lấy cái đoạn tin mừng theo thánh Luca chương 12 câu 10 câu 22 đến 31, nơi đó Chúa dạy rằng đừng có lo lắng gì nhiều, vì có lo lắng thì không thể nào kéo dài đời mình dù chỉ là một gang tấc. Tin mừng hãy tìm kiếm Thiên Chúa và lời của Ngài, mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Và sơ cảm thấy như là lời Chúa đang ngỏ với sơ, rồi sơ an tâm học hành quy liền, và cũng chính từ đó mà sơ cảm thấy Chúa Ngài đang hưởng cuộc đời của sơ theo một cái chương trình khác của Ngài, và Chúa muốn mời gọi sơ hãy quay lại đằng sau những cái lo toan của cuộc sống nhân sinh trong cái trần thế này mà tận nhiệm lời được cho Chúa, để rồi khi tốt nghiệp lớp 12 sơ đã quyết định dâng mình cho Chúa theo lời cầu nguyện. Và dưới sự dẫn dắt của bà là sư phạm thì thiêm dòng mẹ Thánh Gia Huế, sơ đã tìm đến với dòng đức bà truyền giáo tại Tức. Vẫn ngay từ những ngày đầu khi đặt chân đến dòng đức bà truyền giáo tại Tức thì sơ như thế là bị cuốn hút với cái đặc sủng đời sống và tất cả những cái sinh hoạt của chị em trong dòng. Và rồi thay vì trở về căn nhà sau một 2 tháng tìm hiểu thì sơ như thế là tự nguyện và một xin ở lại tìm hiểu ở đoàn từ đó, để rồi sau những hàng ngày theo học chương trình đào tạo của dòng gạt qua một bên tiếng gọi của tình yêu đôi lứa, hy sinh cái sở thích và muốn trở thành một họa sĩ mà sơ đã học từ nhỏ để trở thành
thành một tu sĩ, một nữ tu giống từ bà truyền giáo qua lời thánh lần đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2012. Và sau 6 năm tuyên thánh lần đầu trải qua những giai đoạn thần học làm cụ đỏ đầy trung thương, và đặc biệt là sau gần 2 năm theo học và sống đời ở miền ở nước ngoài vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, sau đã ngon ở lời tuyên thánh vĩnh viễn thuộc trọn đầy Chúa trong sự của bà chủ trương. Quý bạn chị em người lại tương lai về hành trình lối gọi của sơ giang như thế, chúng ta được mời gọi hòa chung với sơ trong con tình tạ ơn vì Chúa đã gọi thương về sơ từ một cô nữ mộc mạc đơn thể mà chọn sơ theo người, cho sơ được chia sẻ cái sự mạng cụ thể của chính người. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải theo lời của người chọn sơ, bởi vì những con người, một con người yếu đuối sơ vẫn mang lên mình cái sự yếu đuối của phần người. Cái tiên thiên bởi của sơ là hòa cùng toàn thể hội thánh và hội dòng đem tin mừng của Chúa đến mọi nơi, không chỉ trên quê hương đất nước Việt Nam mà còn cả ngoài ngàn, rất riêng trong những đất nước còn nghèo và tiềm ẩn những bất hạnh và nguy hiểm như cả nền kinh chung. Cụ thể là sắp tới đây đón nhận thần ý của Thiên Chúa qua bản xa của hội dòng, sơ sẽ đi truyền giáo ở Canada. Chúng ta theo lời cầu nguyện cho sơ để nơi quê hương đất nước của những con người không phải là người thân, không có người thân và không phải là quê hương đất nước của mình, sơ cũng cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc trong đời thân nghiệp. Lời cuối cùng xin được nhận lời riêng với sơ Magdalena thầy sang. Em là những sơ đã nhận ra lời Chúa ngỏ với sơ trong hoàn cảnh có thể nói là như khởi đầu cho gọi của mình. Đừng lo lắng gì cả, tin vào và tìm kiếm nhiều Chúa, mọi sự khác người sẽ đến cho. Và như mẹ Maria đã gạt bỏ những khổ đau của mình trước lời mời gọi của Chúa để trao dâng cuộc đời của mình cho chương trình và ý định mưu đồ của Thiên Chúa qua điểm sinh con, thì sơ cũng hãy học với mẹ mà thương phong với Chúa trong sự khó khăn. Lời thương phong mà sơ đã nói đến trong ngày tuyên thần vĩnh viễn qua lời thần dòng, lời thương ấy vẫn phải được gặp lại luôn mãi với Chúa trong tất cả những cái hoàn cảnh sống, trong tất cả những môi trường mà sơ được Chúa gia đến qua mẹ hồi dòng để hiến thân và phục vụ, để có thể chụp vào những gì Chúa muốn tất tròn vào. Sơ cần mang với mình tất nhiên tình của mẹ Maria, luôn nhìn nhận mình là người bị hẹn hò để hết quyền năng của Thiên Chúa được đi hộ ngang qua con người bé nhỏ của sơ, và Thiên Chúa có thể làm nên những điều kỳ diệu nơi cuộc đời của sơ cho con người như Ngài đã thực hiện nơi cuộc đời của mẹ. Xin Chúa chúc lành cho sơ và chị.
Tôi xin nâng chén mừng thánh của đồ và cư cầu thánh danh Đức Chúa. Giờ đây chúng ta cùng hiệp thông dâng lên Chúa lời cầu. Biết thường xuyên gắn bó với Chúa Kitô qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và đón nhận sự sống của Ngài nơi bản tiền thân thể. Chúng ta cùng cầu xin gặp được Chúa nơi các Kitô hữu hàng ngày, nỗ lực sống bác ái, hy sinh và chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Ơn ơn trọn, bên cạnh niềm vui tạ ơn, được sức khỏe, trung thành với lý tưởng hiến dân và nỗ lực phục vụ Chúa. Ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong giáo xứ chúng con và mọi dự định của giáo xứ. Ý thức được rằng khoảng thời gian của năm phục vụ là cơ hội giúp chúng ta sống tâm tình tri ân, đồng thời một lúc nơi chúng con nỗ lực truyền giáo cho hai thân. Chúng ta cùng cầu xin Thank you.
Thank you.
chúng con vui vẻ theo dõi phụng sự Chúa, và nhờ đó tìm được những thần thông khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trang quan sứ, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý sơ hội thánh các bạn truyền giáo, quý sơ cộng đoàn bên thân giá Việt Nam, kính thưa sơ Margarita Phạm Thị Thủy Gia, kính thưa quý cố cùng cộng đoàn mạnh vườn ước ngòi tự tu của giáo xứ Việt Nam, mặc dù gặp thời tiết nắng hạn xứ trạng lợi rồi, Chúa đã yêu thương chọn sơ Margarita trong vườn hoa đang khoe sắc ơn gọi của giáo xứ Việt Nam. Con xin được phép đại diện giáo xứ xin kính chúc mừng sơ Margarita, hội dòng đức bà truyền giáo và gia đình ông bà cố. Xin cho một tràng vỗ tay. Mà sơ đã chọn, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Và quả thật, Chúa đã chọn sơ, sơ đã giả từ gia đình giáo xứ để ra đi và thực hiện lời nguyện cho Thiên Chúa. Và từ đó, Chúa là của con và con đây cũng thuộc về Chúa. Nhưng tròn niềm nguyện ước, sơ đã viết cẩn trọn đời vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Thật là mơ chi ảo phẩm xa vời, tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời cao siêu, lo chi cuộc sống sớm chiều, đời con theo Chúa mọi điều xin vâng. Một lần nữa, chúng tâm tình hiệp thông chia sẻ niềm vui của giáo hội, hội dòng, giáo xứ với gia đình thân nhân và ân nhân của sơ. Nguyện xin Chúa vâng lời cầu bầu của thánh Margarita và mẹ Maria ban nhiều ân lành cho sơ. Xin chúc sơ luôn mạnh khỏe, xã hội và tràn đầy thánh đức để tiếp tục xin vâng, dâng hiến những hy sinh lao động của mình để giúp hội dòng, giáo hội và sống trọn cuộc hành trình tận hiến. Con xin chào những giáo sứ, xin chúc quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy thánh ân và một năm mới an khang, tràn đầy thánh đức. Một lần nữa, xin chúc mừng sơ và giờ đây giáo xứ và những tu sĩ của giáo xứ Việt Nam xin có chút tâm tình gửi đến sơ và món quà mẹ nhỏ. Con xin cảm ơn và
người cha hy sinh âm thầm, làm việc không biết mệt mỏi. Người mẹ dịu dàng thánh thiện, tận tạo chăm sóc chúng con. Nhìn tóc ba bà, nhìn sức khỏe mẹ yếu đi, con biết rằng đó chính là vì yêu thương chúng con. Con chưa thấy ba mẹ được nghỉ ngơi ngày nào. Ba mẹ luôn nói với con, đó mới là làm ba, làm mẹ mà. Ngày hôm nay con được dâng hiến trọn vẹn cho Chúa trong hội dòng Đức Bà truyền giáo. Đó là nhờ ba mẹ. Ba mẹ đã thắp lên trong con đức tin và ước muốn theo Chúa bằng đời sống gương mẫu của ba mẹ. Ba mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để dâng con cho Chúa. Con xin được cúi đầu tri ân và cảm ơn ba mẹ thật nhiều. Cảm ơn em Trang, Nhật Bảo, bốn chị em mình gặp bò yêu thương không thể tách rời. Chị cảm ơn các em đã thay chị chăm sóc ba mẹ để chị được an tâm bước theo Chúa. Xin Chúa luôn ban sức khỏe, niềm vui và bình an cho ba mẹ và các em. Con xin được tri ân. Amen.
Chúa, con xin trọn đời dâng hiến cho Ngài. Dù cho bão tố cứ mãi dâng trào quanh con xin theo Chúa mưa nắng không ngại, gian nan nguy khó không màng. Nguyện mang thánh giá dẫu có trăm ngàn lắng lo. Trọn đời, trọn đời con dâng hiến, một đời con hy sinh. Trọn đời con theo Chúa. Mặc cho nắng cháy gió rét sông dài non cao, con xin hăng hái theo bước chân Ngài, hy sinh cho hiến thân mình. Mặc cho sóng gió dẫu có trăm ngàn lắng lo, trọn đời, trọn đời con dâng. Quyết bước ra đi dù biết có hiểm nguy, vững bước theo
Chúa lòng quyết không thay đổi. Dù có nhiều trở ngại, dù mộng vàng xa xôi, lòng thành xin hiến dâng nguyện theo Chúa mà thôi. Có Chúa bên con không hãi sợ chi. Quyết bước ra đi dù biết có hiểm nguy, vững bước theo Ngài dù phong ba bão táp. Có Chúa bên con vững vàng bước đi. Có Chúa bên con không hãi sợ chi. Quyết bước ra đi dù biết có hiểm nguy, vững bước theo Ngài dù phong ba bão táp. Có Chúa bên con vững vàng bước đi. Chương trình xin gửi đến tất cả với Vinser và với cha có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cha, kính thưa Vinser là có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay tạ ơn hồng ân truyền khấn trọn đời tại tư gia nhà sơ thời gian. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép MC thay lời cho sơ xin gửi đến tất cả quý vị cũng như các sơ, các cha, quý cha đã đến đây tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tại gia đình của chúng con xin hân hoan chào đón quý cha, quý sơ, ân nhân và thân nhân, quý khách tạ ơn hồng ân tuyên đã đến ngày hôm nay. Một nửa xin cảm ơn quý cha với sơ của sơ gia. Thì ngay bây giờ cho phép MC xin mời cha chánh xứ ban phép làm ơn cho bữa tiệc trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cha A Tôn Nguyễn Thanh Lâm. Trước tiên xin Chúa chúc lành cho bữa ăn hôm nay, thì xin ông bà chị em vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng hồng ân tuyên khấn trọn đời của sơ Thị Giang. Kính thưa quý bạn, chị em, hồng ân tuyên khấn trọn đời trong hội dòng là một hồng ân rất lớn với nhiều nỗ lực và ơn lành của Chúa dành cho sơ. Đương nhiên, và với tâm tình đó thì sáng hôm nay, tất cả cộng đoàn giáo xứ đã cùng với sơ dâng thánh lễ tạ ơn sáng hôm nay và hiện diện trong với sơ trong bữa tiệc hôm nay là tất cả quý cha, quý sơ, gia đình bà con, bạn bè, những ân nhân, thân nhân, những người đã làm việc với sơ trong các giáo xứ, các cộng đoàn nơi dòng của sơ hiện diện. Đương nhiên, với tâm tình của ngày hôm nay, chúng ta không dừng lại ở việc tạ ơn Chúa cùng với sơ, nhưng xin ông bà chị em tiếp tục cầu nguyện cho sơ để sơ tìm thấy được nhiều niềm vui hơn nữa trong đời sống tận hiến, trong đời sống phục vụ của sơ sau này. Và đó chính là món quà rất đặc biệt và quý ông bà chị em gửi đến sơ trong ngày vui của sơ hôm nay. Chúng ta giờ đây xin Chúa chúc lành cho bữa ăn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những thú ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con hưởng dụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa xin chúc mừng sơ trong ngày vui hôm nay.
Chúa sớm chiều. Tim con reo vui dâng lời chúc tụng Ngài khôn nguôi, ca tụng danh Ngài muôn nơi, rằng Chúa tình yêu muôn đời yêu con. Thì chương trình thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy lắng nghe một bài. Kính thưa quý vị, trong khi chờ cho tiếng Việt sân khấu thì ngay bây giờ đây cho phép MC 1, 2, 3. Rồi, xin mời các bạn. Đôi tay của Chúa thứ tội tuổi thơ, tình Chúa từ nhân theo dõi đời con, Ngài đến tìm con, Chúa ơi chờ con. Chúa vẫn chờ con, dâng Ngài con tim nhỏ bé, trao Ngài mối tình nguyện siêu, đời con thuộc về Chúa sớm chiều. Ngài khôn nguôi, ca tụng danh Ngài muôn nơi, rằng Chúa tình yêu muôn đời yêu con. Dồn dã trong tim người kia, đang giữ mình yêu thương Chúa suốt một đời, còn đắm mắt cho tình Chúa giữa chưa xa mặt thế gian, giữ ý nguyện như chân hòa. Xin chép Chúa tình yêu ngàn ngào, nghĩ nhớ tới ơn Ngài trao, nguyện từ chân Chúa đi qua đôi ta bao. See you.
trần trên bến xưa, đời trai gió xưa về thăm cô hương, thì người bao nhớ thương mà sao vô thường. Yeah.
bị đuổi á. Phần hấp dẫn để biết ca sĩ này là ai, xin mời toàn thể quý vị hãy dành 100 cái tay thật lòng nhiều thưa quý vị để nhiệt liệt chào đón tiếng hát của người đẹp Thanh Thảo. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa siêu thoát vượt qua sóng đời nổi trôi thuyền con rớt sông đại dương vòng tay ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm nước trôi chảy xuôi năm tháng để hôn thơ tắm trong tình. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm dịu đưa tháng ngày vĩnh viễn với bao êm đềm. Còn ngài ngàn tình tình ngài kiên vững rồi thiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến. Tình ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi cao vời tình cha con hát ca một đời cha ơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Dẫu đời đôi tay nào ai có biết tình là luôn sắp xong bên phương.